Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 14 tháng 4 trên kênh VTV Thiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng bởi gió đông nam liên tục dồn máy ẩm từ biển vào đất liền, trạng thái nhiều mây, sương mù, mưa nhỏ rải rác ở các khu vực của Bắc Bộ và khu vực Bắc Miền Trung sẽ diễn ra trong những ngày tới. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, ở các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, hiện tượng sương mù xuất hiện vào đêm và sáng sớm. Mưa chỉ còn xuất hiện một vài nơi ở khu vực vùng núi và Trung Du. Đến trưa chiều mai, miền Bắc sẽ trở lại với thời tiết nắng ráo. Ở khu vực các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình sẽ có mức nhiệt từ 31 đến 33 độ. Với các tỉnh thành phố, khu vực phía đông Bắc Bộ thì nhiệt độ từ 30 cho đến 32 độ. Dự báo trong những ngày cuối tuần này, từ ngày 16 tháng 4 trở đi, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi ở Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Mưa vừa, mưa to sẽ diễn ra ở nhiều khu vực làm cho nhiệt độ ban ngày sẽ giảm mạnh. Lưu xuống miền Trung. Trong đêm nay và sáng sớm mai, trời cũng chuyển nhiều mây hơn. Sáng đến ngày mai, miền Trung sẽ trở lại với cái nắng từ sớm, nên nhiệt độ ở mức cao từ 32 đến 34 độ, trải dài khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận. Riêng ở một số nơi, vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng do chịu tác động của hiệu ứng phơn yếu với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại, trạng thái mưa dông rải rác về trưa chiều sẽ gia tăng ảnh hưởng ở hai khu vực này từ ngày mai trở đi. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ ở ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Chỉ riêng một số nơi ở miền Đông như Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai mới có mức nhiệt là 34 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, hầu khắp các vùng biển nước ta đều có chung tình trạng thời tiết tốt. Ở khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc với cường độ yếu chỉ ở mức cấp 3 đến cấp 4. Khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây đến Tây Nam với cường độ cũng chỉ mạnh ở mức cấp 3. Mưa dông còn tập trung ở vùng ven biển phía Đông trong đêm nay, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ 4 đến 10 km.